Xin chào các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục cái loạt bài về hướng dẫn sử dụng Docker. Thì bữa nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng một số cái command line khác của thằng Docker. Thì bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái lệnh Docker log. Rồi thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái lệnh là Docker rm để remove một hoặc nhiều cái container. Và tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái lệnh Docker AMI, tức là rmi này, để mà remove một hoặc nhiều cái image. Đó. Thì đây là những cái lệnh mà phổ biến của Docker, thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng. Thì đầu tiên thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái lệnh docker rm này để remove một cái container hoặc là nhiều cái container này. Thì tôi tương tự tôi cũng mở cái cmd này. Giờ tôi sẽ có docker ps này. Chẳng hạn như bây giờ tôi có một cái container đang chạy và tôi muốn remove cái container này đi, thì tôi sẽ có lệnh là docker rm. Đó, tôi nhấn enter này. Thì nó báo là cái container này đang chạy nên là tôi không thể remove được. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái lệnh là Docker top này. Cái lệnh Docker top này để chúng ta thực hiện top một cái container này. Đó, bây giờ tôi chẳng hạn như là tôi gọi Docker PS này thì không còn cái container đang chạy này. Bây giờ chẳng hạn như là tôi muốn check xem là có cái những cái container nào thì tôi sẽ Docker PS chữ A này. Đó thì nó sẽ show tôi những cái container như vậy. Rồi bây giờ chẳng hạn như là tôi muốn remove cái container này đi này. Đó thì tôi sẽ đi làm như sau. Tôi sẽ có lệnh cái lệnh docker rm rồi cái id của container này. Đó, tôi nhấn enter này. Đó bây giờ tôi sẽ có lệnh docker ps chữ a lại này. Đó thì bây giờ cái container kia nó không còn nữa. Đó. Đó thì các bạn có thể đọc thêm về cái lệnh docker rm đây, thì nó sử dụng để đọc remove một hoặc nhiều cái container. Thì nếu mà các bạn muốn remove nhiều cái container thì các bạn có thể tiếp tục thêm mấy cái id ở đằng sau. Chúng các bạn cách ra rồi các bạn thêm mấy cái lệnh này, các bạn chạy cái lệnh này, viết cái lệnh này rồi các bạn cách ra rồi các bạn thêm mấy cái id ở đằng sau thì các bạn sẽ remove được nhiều cái container. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái Docker RMI. Thì cái lệnh này dùng để mà remove một hoặc là cái nhiều image. Thì tương tự thì các bạn cũng có Docker RMI này, rồi mấy cái option này. Rồi theo là cái mấy cái image, thì ví dụ như là cái ID của cái image hoặc là cái tên của cái image. Đó thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cái sử dụng cái lệnh Docker RMI này. Thì bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ có lệnh là Docker image để kiểm tra xem là trên máy của tôi có những cái image như thế nào. Đó thì máy của tôi bây giờ có ba cái image như vậy. Thì bây giờ chẳng hạn như tôi muốn remove cái image này đi. Chẳng hạn. Đó thì tôi sẽ copy cái ID của nó này và tôi sẽ có lệnh là docker rmi hay là ami này. Đó, rồi tôi bỏ cái ID của nó rồi này, tôi nhấn enter này. Đó thì nó đã báo là delete được cái image này. Và chẳng hạn như bây giờ tôi gõ lại cái lệnh docker image này. Đó thì bây giờ tôi chỉ còn hai cái image thôi. Đó thì đây là cái lệnh docker rmi sử dụng để xóa một cái image. Thì ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng cái docker desktop để mà xóa cái image của các bạn. Thì các bạn có thể vô docker desktop này, vô cái image này, rồi các bạn có thể vô đây và chọn cái tùy chọn là remove thì nó cũng sẽ xóa đi được cái image cho các bạn. Tuy nhiên thì cái docker desktop này thì chúng ta chỉ sử dụng ở cái môi trường ở local thôi, còn nếu mà các bạn ở môi trường server thì các bạn phải sử dụng mấy cái lệnh như là docker RMI này để mà xóa đi cái image, hoặc là các bạn phải sử dụng cái Docker RM để mà xóa đi cái container ở trên cái môi trường server. Thì như vậy hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng hai cái lệnh là Docker RM để remove một cái container và sử dụng cái lệnh Docker RMI để mà xóa đi một cái image. Thì tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.